Xin chào tất quý chú bác mình nha. Hôm nay ngày 23 tháng 9 rồi. Thì công nhận đợt này hàng em về đúng lô này đẹp quá trời đẹp luôn nè. Hàng đẹp 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 không? Nó giống như hàng tuyển, hàng lửa, hàng đẹp 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 không anh em. Ha. Thì anh em xem video mà muốn mua hàng vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0919 19 2035, em tên Nghiệp nha. Mọi thông tin trao đổi mua bán đều qua Zalo hoặc số điện thoại thôi. Em không chúc đơn YouTube và cũng không phản hồi bình luận YouTube, thì quý anh em lưu ý giùm em ha. Phí ship thì luôn luôn mặc định là 30.000 trên một sản phẩm. Anh em mua ít hay là mua nhiều, anh em ở vùng sâu vùng xa, anh em ở ngoài đảo hay ở khu vực nào không biết, không quan trọng, mặc định là 30.000 trên một sản phẩm, ship tận tay quý anh em mình, kiểm tra thanh toán và trả tiền. Hai đơn trở lên anh em mình sẽ được hỗ trợ là bao ship, còn một đơn là phí ship anh em mình phải chịu tiếp em là 30.000, thiếu bao nhiêu em bù vô đó. Rồi thì không mất nhiều thời gian, em lên luôn nha anh em. Cái mã đầu tiên em gửi cho anh em mình là một đống cái vật này anh em. Mã số 1 gửi cho anh em một đống vật ấy. Dung vật này thì nó không đẹp nha anh em. Đây nè, đống vật này. Đó, cái này là một cái ha, cái này là một bộ này, bằng phíp nha anh em. Cái này bằng phíp là một cây nè. Cái cán này cũng vậy nè, là hai cây nè. Cái này là cái cán không, không có mặt vật nè, là ba cây nè. Cái này nè, vật nhỏ 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 một cái nữa nè. Bốn cây nè. Cái này cũng vậy, cũng y chang cái đó, năm cây nè. Một bó này nè. Một bó này nè, 4-5 cây, nhưng mà mấy cái này thì không đẹp nha anh em. Nè, mấy cái này thì không đẹp, có rách nha. Bó 5-6 cây nè, nhưng một đống nữa nè. Đống này nè, có cán gỗ, cán cây, cán vợt thì nói chung hết trên đây chắc mười mấy 20 cái gì đó. Thì về cho anh em mình cửa hàng, anh em mình về mình coi, mình khắc phục, mình sẽ chế lại. Mà cái nào mình bán được thì mình bán nha anh em. Một đống cái như vậy đó, em bán giá là 500 ngàn nha. Thì nên đối với mình, cái mã số 1 này là anh em mình phải chuyển khoản em mới bán nha anh em. Em không ship code nha, là do cái hàng đó nó thập cẩm gì đó. Thì em không ship code nha quý anh em, lưu ý giùm em. Thì cái đơn này chắc chắn phí ship là phải tầm phong 100.000 rồi, nó nặng lắm. Ít nhất phải 100.000, nhưng mà em vẫn tính với anh em mình là 30.000 thôi. Ha, vẫn hỗ trợ như vậy, là cảm ơn hàng mã số 1. Thì lưu ý lại nha, em nhắc lại lưu ý là mã số 1 anh em mua là giá 500.000 và đặc biệt là phải chuyển khoản trước nha. Dành cho anh em mình cửa hàng buôn bán thôi, còn anh em mình chơi thì cũng có thể mua được. Mà về thì mình chắc xài cái hai cái thôi chứ mua chi hết. Ha. Rồi, thì tiếp tục anh em. Nè, còn có một cái chân máy ảnh nữa thôi. Thì em lên nó bán hết cho rồi nha anh em. Đây, đây là cái chân máy ảnh nha. Cái chân này cũng cán bằng nhôm nè, nó zoom 3 chế độ nè anh em. 1 2 3 zoom 3 chế độ nè. Cái cán này nó cao khoảng 1,5 m á. Con này hàng của Thái Lan, hàng của thằng gì đây nè. Hàng Thái Lan, hàng của thằng gì. Đây cái gì nè, Dixon gì nè. Kìm ba chân, khuy này cũng vậy, full phụ kiện hết. Nó còn thước cân chỉnh đây nè, nó còn nước trong đây nè. Đó. Đây nữa nè, đem đây một cái nữa nè, cân đứng cân bằng nữa nè. Nha, phụ kiện đầy đủ hết. Nó chỉ vận chuyển về nó móp trong này một tí xíu thôi, không chả ảnh hưởng gì. Rồi, cái chân máy ảnh này mã số 1 nha anh em. Bán cho anh em mình giá là mã số 2 bán cho anh em mình giá là 400.000 nha. Mã số 2 400. Tiếp tục mã số 3 lên cho anh em mình. Đây là một cái cần lua máy ngang nha anh em. Cái này hàng cũng đai qua. Chất liệu là đai qua phíp đỏ nha anh em. Cái này đẹp quá trời luôn. Dài 5,5 ft là dài 1m65 nha. Cắm gốc lỡ. Hàng đai qua. Hàng Fuji đều hết nha anh em. Cái máy ngang cây này size tầm khoảng ML nha anh em. Một cái cần máy ngang. Đẹp lắm. Anh em về anh em mình chân cũng đẹp nữa. Nó bắt máy thôi đã đủ tiền rồi. Bắt máy cũng độc đáo nữa nè. Anh em khỏi phải dặn gì, thấy không? Rồi, cái đeo qua là mã số 2, mã số 3 em bán giá cho anh em mình 200.000. Cân nặng 207 g, ngọn của mình 2 ly 2. Mã số 3 200. Tiếp tục nha anh em mình, cây này cây 2 khúc nha. Cây 2 chi 2 khúc, hàng cũng là phíp, phíp đỏ nha, cây này đẹp nha anh em. Bắt máy Fuji, fan Fuji hết. Mới tin nè, cây này hãng của thằng gì đây nè. Hãng của anh Trendmax gì nè, 2m1, cứng đồng khoảng 20. 2m1 nè, một cây 2 chi, khoen là khoen Fuji, 2 khúc, chất lượng phíp đỏ mới tinh tươm luôn. Cân nặng cho mình là 206 g, cây này ngọn của mình là 1 ly 8, cây này mã số 4 em bán giá 300.000. Mã số 4 giá 300. Tiếp tục cho anh em mình, đây là một cái cần lua rút nha anh em. Cái cây này nó có cái nút cao su dưới này nè, nhưng mà cái nút cao su nó bị mất rồi. Đó, anh em lưu ý như hàng carbon nha anh em, bắt máy Fuji nè, tất cả mình khoen Fuji hết. Để lâu quá đóng móc luôn. Càng carbon là cứng 30 2m4 nha. Tem vàng nội địa đây. Khoan của mình là fan Fuji nha nè. Fan Fuji.
có nứt nhẹ chỗ này tí xíu nè nè. Rồi mấy phe còn lại ok hết. Hàng carbon 32m4 cần rút nha. Có chạy xước nhẹ sơ sơ đóng bụi đóng dơ. Cân nặng của mình 178g, ngọn của mình 2 ly. Số 5 300.000. Carbon bán như giá phíp tiếp tục như em mình. Đây là cái ISO fan nhỏ nha anh em, cái này hàng carbon luôn. Một cái ISO fan nhỏ hàng carbon bắt máy Fuji nha, đọt 1 và 4m rưỡi. Đọt 1 và 4m rưỡi, thân mình có đóng bụi đóng dơ, có chạy xước nhẹ sơ sơ đâu nha anh em. Đó, tất cả của mình đều là fan Fuji hết. Cây này nè, anh em thấy không? Vận chuyển về nè, nó bị gãy ngang đầu bu mà hên nè. Cái người có tâm nè, nó gãy xong cái nó lụm cái phen cái đầu bu nó quấn lại đây nè. Nó về mình gắn vô thôi nha anh em ha, nè. Đó, nó gãy ngang đầu bu nè, rồi về mình gắn lại thôi. Hoặc là mình muốn hạ tay thì đó là chuyện của anh em mình ha. Đột 1 và 4m rưỡi, phôi cũng đẹp anh em. Phôi cũng đẹp, cũng mới, còn bóng 7 nè. Úi dạ. Cân nặng của mình 165g, ngọn của mình là 1 ly 6. Cây này mã số 6 nha. Em bán cho anh em mình giá là 400.000 anh em. Về anh em mình tự xử nha anh em. Tự xử tự gắn lại nha. Mã số 6 400. Tiếp tục anh em mình, đây là cái cần rút mini nha anh em. Mấy hàng này sao giờ nó cháy hàng ghê quá ta. Cây này thu gọn 50cm nữa nè. Cán mút vàng, cái này anh em về anh em rửa là đẹp lắm á. Bắt máy Fuji nha, cây này hãng của Suzumi, hàng là sản xuất tại Trung Quốc xuất Nhật như nè. Thì anh em muốn mua rút mini mà cần cứng á, thì anh em cứ mua mấy cây này nè. Cán vàng vàng, cái phơm vàng vàng như thế nè. Nó cứng lắm. Rất rất cứng nha. Trong dọc tất cả dòng cần rút mini là chỉ có anh em muốn cứng nhất là chỉ lấy này. Bây giờ 20 của nó là nó cứng bằng 30 của người ta, còn 30 của nó là phải cứng hơn 30 của người khác rất là nhiều như nè. Đó thì anh em nào mua luôn lưu ý giùm em. Nếu muốn rút mini cứng thì anh em cứ mua mấy cây mà Suzumi dần dần thế này, nó sẽ cứng nha. Hàng carbon cây này cứng 30 và 2m4, nó cứng lắm, nó cứng hơn mà hắc cố cần lua nha. Cây này nè, hàng này nguyên bản hết. Cứng 30 2m4. Cân nặng của mình 177g, ngọn của mình 2 ly 1. Cây này mã số 7 nha. Em bán giá 600.000. Mã số 7 giá 600. Tiếp tục với anh em mình, đây là cái cần hai chi hai khúc nha anh em. Hai khúc hai ngọn nha, hàng carbon. Đấy, bắt máy Fuji, tất cả của mình fan Fuji hết trơn luôn. Đó, dài 2m4 nè, một ngọn cứng 30 và một ngọn cứng 50 nha, hai khúc. Tất cả của mình đều là fan Fuji. Nó có một cây là có đồ bu Fuji phản quang nè. Nha anh em, mua một được hai luôn, hai khúc. Cứng 30 50 hai ngọn. 2m4 cho nên mình chủ động tha hồ mà câu. Cân nặng của mình là 309g. 309g, ngọn của mình là một ngọn 2 ly và một ngọn 1 ly 8. Cái này mã số. Mã số 8 nha, em bán giá 700.000. Mã số 8 giá 700.000, tiếp tục cho nên mình cái ISO fan lớn nha anh em. Một cái này có hàng Daiwa full hộp luôn nè anh em. Cái này đọc 3 và 5m3, ISO fan lớn nha. Hàng Daiwa carbon rod đây, thông số chi tiết mình nắm đây. Nè. Đọc 3 và 5m3. Chiều dài thực tế của nó là 5m28 nè anh em. Thu gọn 103cm, 6 lóng nặng 360g, ngọn 1 ly 4, góc 24 nha. Hàng Daiwa full hộp. Giấy tờ đồ này luôn nè. ISO hàng lớn nha anh em. Đó, giờ cho anh em muốn đài, muốn lăng xê, muốn lục đồ cần đồ, mấy cái này. Hàng carbon nha em, có chạy sức nhẹ nè. Bắt máy Fuji, đọt 3, dài 5m3, hàng made in Korea, sản xuất Korea xuất Nhật nha. Có chạy xuất sơ sơ, tất cả của mình đều là fan Fuji hết. Fan đẹp, không nứt, không lỗi nha anh em. Carbon, có chạy xước một vài chỗ như thế này. Tổng thể là còn đẹp nha anh em, nó có chạy xước 500 li ti một vài chỗ. Đó, thông số chi tiết nãy trên hộp em báo anh em mình rồi, và cây này giá là mã số 9 nha, em bán cho anh em mình giá 800.000 anh em. Mã số 9 giá 800. Tiếp tục cho anh em mình đây cái Ikeda nha anh em. Một Ikeda hàng carbon, cây hàng của Nissin luôn em. Hàng Nissin là hàng VIP mà nó đẹp nữa, nó giá trúc đẹp ghê luôn. Anh em được chuyên câu Ikeda đừng bỏ lỡ cái này đẹp nha. Cây Nissin, bắt mắt Fuji nè. Dài 1m6 nha anh em, Nissin đây.
dài 1m6, tem vàng nội địa, tất cả mình phen Fuji hết. Một cây Nissin, Nissin làm carbon giả trúc nữa, đẹp ghê. Ui da. Nè, cái cây này thì cái chỗ này không có gì hết, nên nó sơn trắng dạ quang thôi. Chỗ này nó sơn trắng dạ quang để bữa tối đó, anh em mình cầm mình câu nó thấy cái khúc tháp mình nằm chỗ nào. Nè, cái ngọn mảnh khảnh ghê, nguyên bản nha em. Thì cái cây này ở trong thân nó có kèm theo cái gọng dây này nên em không biết cái gọng dây này làm mục đích gì nha, anh em nào nghiên cứu mình tự tìm hiểu thử. À, gọng dây này làm gì ta? À, nó xỏ vô khoen quá, đúng rồi. Hiểu rồi, gọng dây mồi xỏ vô mấy cái khoen Gikada nè, khoen Gikada hơi xỏ xỏ. Hay ta. Rồi đó, cô nói là sao để vậy, không có cắn, không có chôm chĩa lại nha em. Em rất ghét mấy cái phần đó, không có cắn mỏ, không có chôm chĩa, trừ khi quên thôi. Nhiều khi lấy ra bỏ ngoài quên thôi, hoặc là mấy cái cần tay mà anh em kêu mình tháo khoan hạ tay đó, tới lúc hạ tay lấy về gửi cho quý anh em mình gọi bộ khoan bỏ ở chỗ thần thợ á, quên mất mẹ nó. Rồi anh em mình nhắc rồi thì kiệm chết luôn, anh em mình nhắc hỏi khoan đâu rồi cuối cùng mới nhớ sực là bỏ bên thợ chưa lấy về, ngại thấy mồ luôn. Đó, không có sao, đất lần đợt chạy đi lấy về gửi bao ship trả lại cho người ta. Bao ship luôn, gửi trả lại, giờ đâu để mất cỡ lắm. Mấy cái đó nó không có đáng là bao nhiêu để mang tiếng nó. Em thì dứt tới giờ thật chứ anh em mình dùng vấn đề tiền bạc chứ mà tham nữa đó, em không tham ai đồng nào chứ, không có tham, không có lấy ai đồng nào tiền đó. Nói với em nhưng tiền bạc thì anh em mình có phải lo đi, em không có tham đồng nào hết. Và có một cách là cư xử nó khác thôi, và cái đồng tiền nó tùy trường hợp mà xử lý khác nhau, mà không lấy để riêng. Đặc biệt cho anh em là không bao giờ lấy làm để của riêng, đồng tiền của người khác ha. Rồi tiếp tục trả lời vấn đề cho anh em mình là em lên cho anh em mình một cây ba khúc như này, một cây đai qua ba khúc sóng hai da, dòng đai qua bubble mesh luôn nè, sóng hai da nè, sóng hai da tới ngọn luôn, tất cả của mình đều là fan Fuji hết trơn á ha. Đai qua bubble mesh, cây này cứng 30 và 3m3 ba khúc, tất cả của mình đều fan Fuji, đồ bộ xích môi chè. Thì cây này cứng 30, thì cây này về anh em mình ví dụ để quấn cá chép đồ ha, quấn cá chép nè, quấn cá chim, cá chê rồi nè, quấn cá tạp đồ, cá mè rô phi đồ ha, con ngâm đồ ha, con sông cũng được anh em. Để cây này quấn trúng số Z luôn ha. Cây này cứng hơi thấp và cái độ mới mình cũng không có mới tuyệt vời, thì nó mới cũng được thôi, dính bụi dính dơ thôi. Về anh em mình rửa sạch cái tay cầm chỗ này nè, là cái cần mình nó sẽ mới hơn rất là nhiều nha, tại vì cái chỗ này hơi dơ, nó kéo luôn cái cần mình nhìn xuống nó dơ. Chắc cần mình cũng còn đẹp lắm nè ha. Rồi cứng 30 và 3m3 ba khúc, cân nặng của mình là 260g, cái ngọn của mình là 2 ly 1. Cây này mã số 11, em bán giá 900, nó còn cái bộ đai này nè, 900.000 nha, nó còn hai cái đai cần này. Đó nãy gỡ ra rồi nào, phải gắn vô lại nè, gắn vô lại cái quên cái em nó trù mình lấy cái bộ. Còn lấy hai cái cộng dây nịch đó nữa, cái cộng dây nịch mình cũng tham cũng lấy lại nữa, thích thà luôn, làm tiếng thúi luôn. Trời, bữa nay có anh khách mắc cười lắm, nó nuôi cần mà kêu ông gửi ra ngoài coi được, ông lấy không được thôi ông trả về. Em hỏi ông phí ship sao, thì được anh lấy không được thôi ship em chịu, anh rảnh háng quá. Phí ship 2 chiều còn có 100.000, người ta rảnh quá gửi ngoài trong câu lấy em trả về, phải chịu nói phí ship anh chịu cho phân nửa, nghe cũng mắc lòng mắc dạ. Nó thật với mấy anh em mình mua giùm em chưa chắc bán chứ đó, mà em gửi hàng ra ngoài mua giùm, nếu mà anh em nói em mua giùm cho ông này ông nọ là không bao giờ em chốt đơn, đảm bảo với anh em mình luôn. Nó gần em nói ừ để anh mua giùm cho ông anh hoặc mua giùm cho thằng em rồi ha, không bao giờ em chốt đơn, không bán luôn nữa. Tại vì em bán xong là cái khả năng mà em mất cái khách đó, không những không bán được cái cần ha, mà khả năng em mất luôn cái khách đó là cao luôn á. Em gặp nhiều trường hợp lắm rồi, mua giùm là hầu như mất khách. Tại cái thằng chơi giùm, cái thằng nhờ mua giùm á, thằng đó nó ba la ba phải lắm. Em bị nhiều lắm. Hầu như em không có chốt đơn mua giùm là mất luôn khách. Chứ đừng nói chi mà rảnh quá đúng hàng ngồi lấy đơn hàng của tao ra đúng hàng cho ông, gửi ra tới ngoài cho ông xem không được cũng trả về, ông rảnh háng quá. Tôi đâu có bán hàng ế đâu, giờ ế tôi cũng không có bán kiểu đó nữa, rảnh quá chịu rảnh.
chỗ này dính dơ nha nè, dính bùn dính đất cho nào về mình chùi giùm em ha. Cây hai chi hai khúc bắt máy Fuji nè nè, cây này dọc mét 8 độ cứng H, cây này cứng cao nha, cứng khoảng 30-40 nè, nhưng mà ngọn mảnh nè, đầu bô xích nè, đầu bô xích phen phen Fuji đá xám nha nè. Một cây hai chi hai khúc hàng carbon mắc in chị Na nha, sản xuất tại Trung Quốc nhưng xuất Nhật, phiên bản special bản đặc biệt nè, chồng 1m8 hai chi nha. Anh em nào quýnh hai chi lấy cái này ngọt. Cây này anh em về anh em có cái cháp vẫn được, nhưng cái cháp cái hành mới ngọn nó hơi cứng tí thôi, hơi cứng so với đấy, nhưng mà có dự anh em có thể ngồi bè anh em có bóng mú được, anh cho câu những cá lớn khác được nha. Cân nặng của mình là 139g, cây này ngọn của mình 1 ly 2, mà số 12 em bán giá 40 có 400, bán 40.000 xỉu luôn, 400 như nè. Mã số 12 tiếp tục như nè, mình cây UL VIP như nè, một cây cần lua UL mới đứng VIP, cán gỗ bằng à, anh em thấy chứ không, chút silver crest nè, cái dòng mà dòng cao cấp của đây qua như nè, bắt máy là bằng titan đấy này, cái bắt máy là bằng titan đấy. Một cây đai qua nè, graphia nè, mắt in Taiwan nè, em sản xuất Taiwan xuất Nhật nha, model nè, dài 1m8 xe UL nè, lua từ 6-1 đến 7 gram nè, 6 feet 1m8 nè, đại cá 2 đến 4 là bao nè. Đó, red nha, cái for silver này cũng tốt, siêu bền lắm nè, tất bên phen của xích hết, nó là một màu tím than chứ không phải màu đen nha, một màu tím than. Anh em mà đánh UL lấy cái nào ngon nha anh em. Đó, quýnh UL, quýnh cảm giác rồi lấy cái này, sướng. Hàng xích for xịn luôn, hàng đai qua xịn của sò luôn. Cái này anh em thử chất giá thử coi, 4 triệu mấy 5 triệu anh em có chất thử, anh em chỉ đánh chữ đai qua, rồi anh em đánh chữ là silver crest này nè, rồi anh em đánh nguyên cái mã này nè, là cái mã cần mình nè, ra anh em mình tham khảo thử nha, rồi mình quyết định mình mua. Cân nặng của mình là 89g anh em, nhập tin. Cái ngọn của mình là 1 ly 6, cái này mã số 13, hay bán giá 1 triệu 2 nha nè. Rồi tiếp tục anh em mình cái ISO phen nhỏ, cây này cũng vậy nè, cây này cây hàng hệ của Shimano nè anh em, một cây Shimano BBX nha, một cây ISO phen nhỏ nè, bắt máy Fuji Shimano chính hãng đời cao nè anh em. Cây này đột 1.2 nha, đột 1.2 dài 5m3, một cây Shimano BBX nè, dòng XT 1.2 5m3, ISO phen nhỏ. Cái dòng này mã chrome nó sáng bóng anh em, bóng lưỡng nè, mặc dù nó có chạy xước nhẹ như nè, sơ sơ một vài chỗ. Tất cả của mình đều là phen Fuji hết, nắp chụp Fuji xịn luôn, nắp chụp Fuji xịn, phen là phen Fuji, tất cả phen xích hết nha em, tất cả của mình đều là phen Fuji hết. Đó, anh em thấy không, mấy cây mà xinh xịn á, thường thường cái này nó sơn nhám nè, định vị khoen đồ, định vị lóng rồi đầy đủ hết nha, nè, nè. Định vị lóng, định vị khoen rồi nè, có chạy sờn xước sơ sơ như em, tổng thể là đẹp nè, định vị lóng luôn nè. Đột 1.2 dài 5m3, một cái ISO khoan nhỏ, hàng BBX là hàng cao cấp của Shimano rồi. Cái này cân nặng của mình là 192g, ngọn của mình là 1 ly 2. Cái này mã số 14, em bán giá 1 triệu 2, giá 1 triệu 2 nha em, mã số 14. Ồ, cây này góc máy nó có một tình trạng như thế này, nó có một miếng nhựa như này nên em, miếng nhựa như này nhưng mà nó bị mất rồi, nó rơi đâu mất tiêu rồi, kiếm không gặp nha, thôi nó ghét quá, bán giá 1 triệu thôi. Đó, em mới vừa cầm lên em thấy nó mất miếng nhựa đó, mà bớt hẳn 200.000 cho anh em mình luôn. Anh em mình có trái giá làm gì, em cân đối là tự động mà em ấy à, thích vô mình bật chốt khỏi kỳ cưa mất thời gian của nhau lắm. À, em bán giá 1 triệu rồi nha anh em. Mua gì cũng mua cho ít. Rồi, tiếp tục nha anh em mình, cây này ISO biển anh em, có bao cần đàng hoàng luôn. Mấy cây này anh em về cái phôi này anh em câu rất thiên thu luôn. Cây này hàng Olympic nội địa nha anh em. Một cái ISO biển hàng carbon. Ồ, nè, lúc máy lâu ngày nó rỉ sét nè. Mấy cái này thì nó không có rỉ sét đâu anh em, bằng hợp kim không rỉ sét, mình chùi nó ra sạch nè. Chứ không phải là nó bị oxy nó ăn mòn đâu nè, em chùi ra nó sạch hết. Đó. Dài 4m8 nha anh em, mấy cây ISO biển này nó cứng 25 không á. Cứng 25 á, 25 theo cần súp luôn anh em, chứ không phải nó cứng thường đâu. Mấy cây ISO biển này nè. Đó, mấy cái phôi này thì em bao anh em mình chơi. Đó, cậu biết nào mà gãy nổi mấy cái phôi ISO biển này. Nha. Cái này cái hàng nội địa Nhật đời đầu, nó phôi mà bao chất lượng luôn nè. Mấy cái rinh quả tiết này thấy không?
Ulamid nha. Tất cả của mình đều là phen Fuji đá xám hết. Tất cả của mình phen Fuji đá xám nha anh em. Không lỗi không nứt phen nào nha. Phôi của mình đây, bóng đẹp quá trời nè, bóng 7 nè. Mặc dù nó có những cái vết trề như thế này nha anh em nè. Không đáng quan ngại nha, mà cái nước phôi mình nó sáng, bóng đẹp lắm. Isu biển. Cây này cứng khoảng 25 so với cần lục luôn anh em. Isu biển nha. Dài 4m8. Đó, cho anh em mình thích quýnh bạo lực rồi đó. Thì quýnh. Cân nặng của mình là 830g. Cái ngọn của mình là 2 ly. Rồi, cây Isu biển mã số 15 hay bán cho anh em mình giá 1,2 triệu nha anh em. Giá 1,2 triệu nha. Đó, Isu biển mấy cây này là giá này là mềm lắm á. Bên Nhật mấy cây Isu biển này mắc lắm. Hôm nào em gặp thì em chụp về em chụp mấy cái link đấu giá bên đó về, mấy cái link bên Nhật nó bán bản về rồi. Em up lên Zalo cá nhân cho anh em mình tham khảo. Lâu lâu em sẽ gặp những cái hàng mà thị trường Việt Nam mình có thể nói là rẻ bèo mà bên Nhật thì giá cực kỳ cao luôn á. Em sẽ chụp những cái link đó lại đăng lên cái tường Zalo cá nhân đó để cho anh em mình tham khảo. Chắc là nó có một cái đặc điểm gì đó bên Nhật cũng mới mắc. Rồi tiếp tục cho anh em mình một cây quýnh lăng xê nha anh em. Một cây đai qua Power Mesh nè, lâu lắm rồi mới gặp lại mấy cái cần thứ này nha anh em. Nha, mấy cây này thì bao đẹp lắm, phôi đẹp cực kỳ luôn. Power Mesh nè, cứng 30 và 3m9 nha. Cứng 30 cái cần quýnh lăng xê nha anh em chứ không phải cần quýnh lục nha. Đó, bắt máy Fuji vặn đời cao nè. Bắt máy cũng ăn tiền nữa, gắn mút carbon whisker nắp chụp xịn luôn. Nắp chụp xịn luôn nha anh em. Tất cả của mình đều là fan Fuji. Đá xám, chân đen, đầu bu xít môi chè luôn nha anh em. Em đang kiếm nước khoan nè, không có nước khoan nào luôn, hay quá. Không có nước khoan nào, chỉ có đống bụi thôi. Đầu bu xít môi chè, đèn Fuji đá xám. Phôi là phôi sóng hai da, định vị lóng luôn nè. Phôi đẹp luôn nè. Chưa đâu, lên trên đây đẹp dữ nữa. Nè, định vị nè, lục giác của con đai qua nè, xoắn tới ngọn nha anh em. Định vị nè, cây này nguyên bản luôn, cứng 30 nha, dài 3m9, đẹp tuyệt vời. Giá cũng đẹp luôn, cân nặng của mình là 358g. 358, ngọn của mình là 2 ly. Rồi, cây này mã số 16 nha, em bán giá 1,5 triệu nha anh em. Mã số 16, giá 1,5 triệu. Tiếp tục cho anh em mình đây là một cây cần tay trở máy nha, một cây đeo qua VIP mình VIP luôn nha anh em. Một cây cần tay trở máy có chế độ zoom luôn, một cây đeo qua nha. Tôi nét action nhìn nè. Cái này nó còn dính dãy cá cho nên quá trời nè, mình muốn đẹp về với xin mềm nha anh em, bắt máy Fuji đeo qua xịn luôn. Bắt máy 7 màu nè. Máy xịn lắm anh em, cũng đeo qua nha. Cây này dài 6 m size UM, cây này cứng lắm, tầm khoảng 5H em rút nó thẳng tưng nha. Cây đai qua made in Thái Lan, thường thường hàng Thái Lan nó đẹp lắm anh em. Ha, hàng đai qua Thái Lan đẹp hơn ngoài Việt Nam mình nhiều lắm. Đó, có chạy xước sơ sơ nha anh em, chạy xước sơ sơ mẫn mẫn luôn nè. Đó, công nghệ HVF chống nổ cần của đai qua đây. 6m3 zoom 5m3 luôn. Phen là phen xích luôn nha anh em. Đó, anh em để ra đây là năm công nắp 3 nè, zoom ra ra đây nè, 6m3. Ha, nó có những cái vết chạy vết sờn nhỏ sơ sơ trên cần nè. Đấy, anh em rút qua thẳng tưng nha anh em, thẳng tắp luôn á, không cong một miếng xíu nào luôn. Khoảng 5H còn dài nha anh em, thì anh em muốn câu tay trở máy thì anh em câu. Còn anh em muốn câu nguyên tay nguyên bản thì về mình cắt bỏ phen hết luôn, mà cắt làm chi để vậy đi thôi. Khi nào mình cần thì mình sử dụng. Đặt con sắn cái ngọn này, ngọn zin nguyên bản của nó nha anh em, nhưng mà thằng trước nó thích nó câu buổi tối này nè. Câu đêm nó phản quang, nó quét cái bột phản quang lên nè, thấy không? Đó, anh em có thấy không? Nó cái này là cái bột phản quang nha. Các con thôi phen thì đủ hết. Cần nguyên bản. Dạ 6m3 hàng của đai qua có zoom nha. 6m3 zoom 5m3, cân nặng của mình chỉ có 230g thôi. Ngọn cây này của mình là ngọn 1 ly. Rồi, cây này mã số 17. Em bán giá 1,5 triệu nha. Mã số 17 giá 1,5 triệu tiếp tục.
lên cho anh em mình cây cực phẩm cần tay nha anh em, có bao cần luôn, một cây Shimano đời cao cực phẩm luôn nha anh em. 2 4 thu gọn chóc 48 cm, dày 6 mm 1, zoom nha anh em, zoom nha, zoom 3 chế độ luôn, cây Shimano nút đầy đủ hết nè, bao cần đủ hết, 6 mm 1, zoom 5 mm 7, zoom 5 mm 3 nha anh em, zoom 3 chế độ luôn, còn 6 mm 1, còn 5 mm 7, còn 5 mm 3 đó. Carbon sắn phôi bông, phôi bông sắn hai da đời mới, đồng mua xe 360 luôn nè anh em. Cần không có lỗi lầm gì chân á, bon carbon sắn phôi bông. Cũng còn mới nha anh em, bóng 7 mới ngon lành. Nó sắn phôi bông nè cho anh em mình thấy, đó thấy chưa? Đó, nó là phôi bông hay da đấy. Lúng zoom đây, zoom đây ha, lâu lâu mới có mình cây như thế này. Cây này tầm khoảng 4H nha nè, rút ra nó cũng khá là thẳng đấy. Cân nặng của mình 150g, ngọn 0.8 thôi nha. Cây này mã số 18, em bán giá 1,5 triệu nha. Anh em lưu ý em, tất cả các dòng cần tay lóng ngắn của Nhật không phải dành cho anh em mình đánh bạo lực nha. Mặc dù nó thẳng nó cứng nhưng mà cái ngọn nó mảnh lắm, không đánh bạo lực nha. Dành cho anh em đánh cảm giác rồi thì được, cá 2-3 kg rồi anh em đánh hồi dịch vụ anh em lôi bình thường hết, nhưng mà thuộc đánh cảm giác. Còn anh em mà cầm mà giật ra bóc 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 câu không được nha. Em tư vấn nói trước là nhiều khi anh em mình về dục sử dụng sai mục đích cái nó gãy, nó phí cái cần, phí cái cần tuyển đẹp nha, thêm phần phí tiền nữa, uổng lắm. Rồi tiếp tục anh em mình, đây là cái cần 3 khúc nha, cái hàng carbon 3 khúc, phen phu xích lá nhưng mà xích chân nòng súng luôn em, bộ phen này cũng mới gặp lần đầu luôn nè anh em. Không trước có rồi, trước mấy cây tem riêu á, mấy cây hãng có tem riêu về á, phen xích lá nó ưa có phen sắm khói này lắm. Cây này thì nó mất tiêu hết trơn rồi, em cũng không chắc chắn là nó có hãng nào, nó có đống bụi đống dơ, nó có chạy xước rồi nè, tất cả mình phải xích lá nha, mất máy Fuji tâm vàng nè. Cây này dài 4m2 nè, độ cứng 70 nè nè ha, mấy cái chân phen của mình thì nó có bị rộp rộp như thế này nè. Cái này về anh em cứ lấy keo 5-2 anh em chích vô kìa mà sẽ bị mất hết mấy cái màu này nè, mấy màu rộp rộp này nè, lấy keo 2 chích vô là bị mất hết. Còn anh em nào rảnh thì anh em tháo hết phen mình làm lại, tháo hết chỉ chân phen mình làm lại nha. Cần thì mình nguyên bản hết, không có gãy, không có thay thế gì hết nha. Cái ngọn màu cam dạ quang 3 khúc 4m2 nha, cứng 70 theo cần câu ngâm lăn xê như nè. Nhưng mà anh em lưu ý em, cái dòng cần này thường thường là nó không có cứng thân đâu nha, nó sẽ là nó chi lực chảy đều ra. Nên thường thường cái dòng cần này là cái dòng cần mình nó dẻo, theo kiểu dẻo là toàn thân có thể cong hình chữ cờ, chứ không phải là cái thân cứng ngọn dẻo nha. Đó, em nói trước cho anh em mình, và không phải là cần đánh lục nha anh em. Cây này có thể anh em về bạc bãi được nè, nhưng mà cái phen nó hơi nhỏ, sợ anh em mình bạc nó dễ bị dướng phen. Ấy, nếu anh em muốn bạc gần á thì có thể bạc bãi được đấy anh em. Cái phôi này nè. Ha, lưu ý giùm em, nó như vậy. 3 khúc 4m2, hàng carbon, cứng khoảng 70. Nhiều khi anh em không biết vô chốt về đánh lục chắc nhắc luôn. Cân nặng của mình là đúng 500g. Đánh lục đồ cần thì được. Còn quấn lục theo kiểu quấn cần chuyên quấn lục á thì chắc nhắc. Cây này ngọn của mình là 3 ly nha. Cây này mã số 19, em bán giá 1 triệu. Giá 1 triệu thôi, bữa hôm nhưng bán giá 1,4 triệu vậy. Hôm nay bán giá 1 triệu thôi, cái cây nào có lên video rồi. Tiếp tục nha anh em mình, cây này mới là hàng VIP của ông Đài Hoa nè. Cây ISO nha, nó không lớn không nhỏ nha anh em. Cây ISO khoan tầm trung, độc giá mang độc luôn. Cây Đài Hoa sống 2 da nữa, hơn là vô cây này cây VIP nè, hoặc cây ISO hàng của ông Đài Hoa nha anh em. Đó, cây này đọc số 2 và 5m3, mắt in ra băng nội địa luôn. Một cây đai qua, nắp chụp xịn luôn, carbon whisker 2 da, tất cả phen xích. Đó, bộ phen độc ghê luôn nè. Nó không phải phen lớn, mà cũng không phải phen nhỏ nên em gọi nó là phen tầm trung. À, ác hờ. Tất cả phen full xích, không lỗi, không nứt miếng nào hết. Ha, anh em là chuyên quýnh ISO, lớp chụp cây này nha. Phôi cũng đẹp đó nè anh em, sống 2 da phôi nhám. Cái này nếu em bán phải giá 2,5 triệu nó mới đáng đồng tiền như nó. Đẹp thế này mà. Định vị khoen, định vị lóng full hết.
chuẩn bị toàn bộ hết luôn, đẹp quá đẹp luôn nè. Mất in da băng nội địa, hàng đã qua VIP nữa, ngọn nè, định vị đầy đủ hết, zin nguyên bản 100% luôn, không hao hụt luôn. Không lẽ đã sửa giá là bán 2,5 triệu mới đáng đồng tiền cái này không nha, nói giỡn cái này mình thôi. Cân nặng của mình là 235g nha em, cây ngọn của mình là 1.4, cái này mã số 20 nha, em bán này mình giá 2 triệu thôi. Cái này thật sự là bán 2,5 triệu vẫn có người mua, tại vì mấy cái size cần này là nó hiếm lắm, hiếm gặp. Nói chung em đã từng gặp rồi chứ không phải là không gặp nha. Còn cái cây này lần đầu gặp thì em sẽ nói là mới gặp lần đầu tiên, còn hiếm có nghĩa là em đã từng bán rồi, chỉ con Daiwa thôi, mấy hãng khác không có ha. 2 triệu, cây này là đáng đồng tiền chứ nè, nó đẹp từ trên xuống dưới và nó zin 100% luôn á, ác đạn vậy á. Thật ra cái này thực chất hàng này là hàng em không phải hàng bãi nè, lô hàng em về toàn là hàng lửa không à, hàng em đấu giá với em mua trực tiếp bên Nhật về nên hàng nó đẹp lắm, chứ không phải là hàng nằm trong lô bãi về chứ không phải bãi mà bãi nào được mấy cái hàng như thế này, có bãi chậu á. Cái hàng bãi được như thế này chắc qua Nhật tôi gom hết hàng bãi bên bãi về đó bán không bao lâu xây mấy biệt thự luôn. Không phải bãi không có mấy này đâu nha anh em. Nó nhiều khi anh em không biết thấy nghiệp bán hàng bãi không, sao bãi công nghiệp nó đẹp quá, còn bãi bên tôi về xấu quắc vậy, chết ngắt luôn. Không có đâu nha anh em. Cái gì này cũng có giá của nó nha. Nó còn cái gì mà rẻ thơm mà về để bán lời bậc cha chú ông bác ngày xưa nữa qua bển người ta làm hết rồi. Đang còn cái cùi không á. Tới giờ đâu. Nên em có đâu nha, tiếp tục cho anh em mình cái Super Leader, cây này đẹp quá trời luôn nè. Cây này nè, Shimano Super Leader 425CX nha, made in Indo này nè, mới chát. Cây này nó thật em, nó đẹp như thế này mà thông số 425CX nha. Cái lúc trước là khoảng trong dịch thì cây này em bán với tầm 3,2 triệu nha, còn sau dịch thì hoặc là trước dịch thì cây này nó giá phải 2,8 triệu. Không có rẻ như bây giờ đâu. Đẹp như thế này nè. Đặt trong dịch là phải bán 3,5 triệu luôn á. Cái Super Leader nhưng mà bây giờ bán riết không còn gọi là Shimano Super Leader mà thấy giống một cái thường đó, không còn gì khác biệt hết. Hôm trước em bán cây 4,5 m đó, cái video hôm qua đó, cây 4,5 m nó có chạy xước, em bán có 1,5 triệu chứ nhiều. Bán riết không biết nó là Super Leader hay là biết, nhiều người cứ hỏi mày bán cây đó là Super Leader tàu cái gì nữa. Chắc là không có đây nè. Cây này đẹp quá trời luôn. Mất tinh luôn, 425CX đó nè, thông số ngon nữa, anh em mà đánh lục anh em lụm cây này nha anh em. Bán giá có 2,2 triệu thôi, cái Super Leader đẹp như mới luôn. Tum CX 425. Cân nặng của mình là 474g, cây này ngọn của mình là 2,7 ly. Cây này mã số 21 nha anh em, mã số 21 em bán giá 2,2 triệu thôi. Cái Super Leader. Tiền nào của đó nha anh em ơi, 1,5 triệu thì nó có giá 1,5 triệu. Còn 2,2 triệu có giá 2,2 triệu, còn anh em mua mới ở tầm khoảng 4,5 triệu thì anh em có mua mới về mà sử dụng, lấy cái hộp chân lên, lấy cái cần đi câu để cho người ta biết mà mua cái cần nó 4,5 triệu. Rồi tiếp tục trở lại vấn đề nha anh em, lên cho anh em mình đây là cái cần anh em thấy không, tụi em mà mua hàng đấu giá lô rồi á, hàng lô đó, gặp mấy cái bao cần mà rằng ri như thế này là mê lắm nha, tại vì cái bao này là của thằng Gamakatsu. Bởi vì em nói nè, mình hay nhìn mà nhiều khi nó chắc đóng một đống nó tới mấy trăm cây, nhiều khi đóng cả ngàn cây lên. Rồi anh em chỉ nhìn gốc thôi, em chỉ nhìn được cái gốc nó lúa núm như thế này nữa nè, hoặc là anh em nhìn bao cần để anh em đón cái ruột ở trong nó là cây gì đó. Nhiều khi có những cái cần hệ trong á, mình mua cái lô đó nó mới có lời. Còn mua về mà đặt ra toàn là flip với hàng Chiba Chao và Cúc không thì cũng học gạch. Thường thường á, đấu lô là chỉ mấy những hàng như thế này nè, nó kéo lô nhiều lắm, nó kéo nhiều lắm, nó kéo nhiều khi có chục cây, có những cây là nó kéo còn 20-30 cây cần khác đó. Mình tùy kinh nghiệm của mỗi người nó khác nhau, nó giống đi săn đồ cổ vậy anh nè. Người trong mắt người nhìn mà nó không có giá trị thì nó không có giá trị, nhưng mà đối với những người khác thì nó giá trị cực kỳ cao, kiểu như vậy. Rồi trở lại vấn đề cần câu nha anh em, thì cây này lên cho anh em mình cây cần tay Gamakatsu nè anh em. Gamakatsu thương hiệu số 1 Nhật Bản, cái nút đích dưới này cũng Gama luôn nha anh em. Đây một cây cần 9m, cây này nó cứng tầm khoảng 5H thôi nha anh em, nhưng mà ngọn to nha, cứng 5H ngọn to, phơm cần nhỏ, nhỏ xíu à. Đó, lóng dài hàng Gama. Cái gốc thì anh em nhìn nè, nó cũng đẹp, nhưng mà còn có phong ở trong á, đẹp như mới luôn, nó còn em còn nghe mùi nước sơn nữa anh em. Ở đây đẹp rồi nha, nhưng mà nó có một cái lỗi trừ chỗ này. Một điểm trừ
bắt đầu đóng góc, anh em thấy nó quấn bằng keo không, chắc chắn nó có một cái vết xước nhỏ carbon chỗ này, em thấy không nè, họ quấn chỗ đó là chắc chắn là có vấn đề rồi. Chỗ này á, không, chỗ này là cái mối nối của con keo, nó bị chỉ bị chỗ này thôi nè, chỗ này nè đó, gờ vô nó sượng nè, chỗ này thôi nha. Thì nếu mình về mình kỹ mình gỡ này bỏ đi, mình lấy chỉ mình quấn cái này nè, quấn keo lại cho nó đẹp, hoặc là mình phối một cái con thợ gần nhà thì kia nó phối cái màu chỉ giống vậy nè, phối trên đây khúc trên này nè cho nó đồng thanh đồng thủ, nhìn vô nó không biết đâu nha. Cần mình đây tất cả lóng lại đều đẹp hết cho anh em, không có bị nữa nha, không có sức mẻ, nó chỉ trừ lóng góc thôi, còn phôi nè anh em còn nghe một nước sơn nữa, nó thơm á, mới tinh, một cây gamma cao su. Ui da, ui da, đẹp nha nè, thì em lướt qua luôn cho rồi, nó không có lỗi gì hết, em kiểm tra rồi nguyên bản nguyên zin hết, còn cặp con sắn ngọn to đồ bu xe 360 luôn nè, không có ngọn là 1.8 anh em, dài 9m nha, cứng khoảng 5h. Cân nặng của mình, cân nặng của mình là 362g, 362. Cái góc của mình là chỉ có 24 thôi nè. Rồi, cây gamma 9m này thì mã số 22 nha, em bán cho anh em mình giá 2 triệu thôi nè. Đấy, nứt góc thì 3 triệu, còn nứt cái đầu lóng góc nhỏ xíu nó mất giá trị, bán còn 2 triệu, ác đạn không. Mã số 22, 2 triệu. Rồi, lên cho anh em mình, đây là cây cực phẩm nha nè, bao cần Agot luôn. Mấy cây này mắc lắm nè, nhưng mà bây giờ bị mất mối bán rồi. Trước mấy cây này làm bán vì Đài Loan mắc lắm. Cây mà đẹp như thế này còn cái hộp nữa, bán khoảng mấy triệu anh em. Đài Loan giờ nó bị giống như qua đợt Covid, nó bị nó bị Covid giật hay gì không biết, còn tồn tại không nó không biết nữa, nên bị mất hết mấy cái món này rồi. Thì thôi em về em bán lẻ là như nè. Chưa gặp mấy cái này mê lắm, cứng 80 nữa nè, 3m3 đúng size luôn, 80% nữa, giá cực kỳ cao luôn nè. Cái Agot nha, nó đẹp nha anh em, cây này cây đời đời lâu lắm rồi và nó không còn sản xuất nữa mà nó đẹp cỡ này nè. Tất cả của mình là phen biển nha, phen biển chân quỳ nè, phen biển chân quỳ nè đó. Cái cây này thì anh em cứ mua về anh em để cho em đi câu thì kỹ chút, đừng để cho nó trầy, về lau chùi sạch sẽ để anh kề cho em. Vài ba năm nữa rồi anh em mình coi cái giá trị của những cây này nó tăng lên như thế nào cho anh em mình biết nha. Còn mua đồ bu xích như anh em, phen khu dưới đá xám, tất cả phen biển hết, để trên kệ anh em bỏ ra. Anh em bây giờ anh em nghĩ nó tầm khoảng 3 triệu thì anh em nghĩ nó hơi cao hơi căng, nhưng mà không cao đâu, anh em để nó đi rồi một thời gian sau anh em sẽ thấy giá nó hút trời cho anh em mình xem. Đẹp quá trời đẹp luôn nè, đáng đồng tiền bắt gạo để mua luôn. Thật chất nha, em hay nói là mua về để ngắm để lau chùi thôi cũng đủ tiền, khỏi đi câu. Anh em mà để gác bên kệ, anh em đi dân câu vô nhà nhập cái này là nước miếng lòng thòng. Cân nặng của mình là 465g nha, 465g. Cái ngọn của mình cây này ngọn 2.8. Rồi, cây này mã số 20, mã số 23, em bán giá 3 triệu nha anh em. Thực chất là nếu mà dân bán đầu câu gặp mấy cái này họ không bán đâu, nhưng mà em lại mê tiền hơn mê sưu tầm nha nè. Em bán hết những cái đồ em đang câu mà ai hỏi mua em còn bán, rồi đừng nói chi mấy cái đồ sưu tầm đi. Tại vì em nhìn nhiều quá rồi, bởi vì lúc trước ít ít thôi còn ham còn mê, giống mấy abu là ham mê trừ lại, chứ còn bây giờ ngày nào cũng cần câu, nó cứ dập vô mặt, rồi hàng về nó dập vô mặt liên tục hết trơn, rồi còn nhìn viết còn ngán còn câu luôn. Ai mua gì bán hết, được giá bán hết, còn không được giá thì để đó. Lâu lâu đem ra lau chùi chùi đang bán tiếp, thế còn bán rẻ thì không bán. Rồi trả lại vấn đề lên cho anh em mình, cây cần lua cho anh em, cây này cũng vậy, hàng lướt như anh em, hàng trưng bày lướt luôn, gần như là chưa sử dụng nha. Một cây Shimano Game ARC, em nhớ hôm trước không, hôm trước em có bán cây mà MH, hôm nay em về cây này size M, cây MH hôm trước là dành cho anh em muốn lua gần bạo lực hoặc anh em đi rừng, còn cái cây này dành cho anh em muốn cá lóc vuông, quýnh ruộng quýnh vuông đồ ha, quýnh lua cá lóc. Là cây này về mà anh em gáp vô, nếu anh em đừng, em không so sánh là anh em về đi rừng nha, không so sánh anh em lua gần bạo lực nha. Anh em này cây này vẫn lua gần được, cái dòng này là dòng chuyên lua gần,
anh em vẫn lure rành được, nhưng mà lure rành cái dạng là tầm trung thôi, hoặc là anh em về quýnh nhái sống, quýnh cá vuông rồi ha, quýnh cá ruộng rồi ha, anh em ráp vô là anh em mê liền đó. Còn cái đầu mới thì cái này nó mới lướt nha, chút xíu cho anh em xem cái gỗ có trong full phụ kiện đầy đủ hết trong này, thông số chi tiết mình đây. Một cây Shimano game ARC dài 2m9 nha anh em, 3 khúc nè, thu gọn chỉ có 103 cm thì rất là gọn, nặng có 205 g rồi đó. Mà em nói anh em mình mê là nhẹ nè, mà nó nảy nè, ngọn 1 ly 7, góc 13.4 nè anh em, nó lùi mồi từ 8 cho đến 42 g đó, nó tải cá từ 8 đến 20, là bao đi dây be 0.8 đến số 3 luôn nè. Một số này là không chi tiết thêm tiếng Nhật không rành lắm, giá niêm yết của mình là 32.500 yên. Thì 32.500 yên anh em có tính thì có giá yên hiện tại đó thấp thấp đâu đó nó khoảng 6 triệu rồi, còn lúc có giá yên nó cao thì nó phải chạy ra tầm khoảng 7 triệu. Còn cái giá của cây cần, cây cần mình đây, cây luôn máy đứng nha, đẹp mới cứng luôn, có đừng bị lóng đầy đủ anh em, fan Fusik nòng súng Shimano, hàng mới Indo nha anh em, chứ không phải China đâu, hàng Indonesia nè, 9.6. Cái này nó sao 9.6 lại sao 2.7 được. Nè, 9.6 luôn. 9.06. Em đọc không gạch. Thông số trên hộp là sai đó. 9.06. Trên cần cũng ghi mã là 906 nè, trên đây ghi 2m7 là sai, không đúng. Em đo thực tế là 96, đây là 2m88 nè, gần 2m, ờ đúng rồi, 9m, ờ 2m9, ờ đúng rồi, đúng rồi, 7, em 7 chứ không phải là hãng 7, đúng rồi, 2m9 em tưởng 2m7, sorry anh em nha, 2m9 đúng rồi, 9m6, 9m mới 2m7 à, đúng rồi, 2m7, chính xác, hay là chiều dài mình 2m9, là em 7 nha anh em. Chút xíu nữa chốt quốc à, em ARC. Ví dụ nó cái hộp này hàng lướt của người ta mua cửa hàng mà sao mà về chốt quốc cái hộp. Cái này là bao nổ đồ lóng luôn đấy không? Đẹp lắm, cái giá em bán anh em cũng lời. Cái này mà số 20 nha, em bán giá 4 triệu nha anh em. Đó, anh em mua mấy cái hàng này nè, lời hơn. Còn ví dụ mấy cửa hàng nó mua về, ví dụ em mà bán cửa hàng mấy này về em trưng cửa hàng ra thì em bán giá cũng phải ngang ngửa với cái hộp này. Giá trên hộp chứ đâu bán thấp hơn. Ví dụ bán rẻ hơn thì nó nhiều lý do lắm, nó khách khi mua về giờ chửi thôi, giờ mới mua xong cái bẹp 6 triệu mấy giờ bán 5 triệu rưỡi nè, nhiều anh em không biết cũng mua hết trơn, gì cũng mua cửa hàng mà không muốn nói gì nói nha. Rồi cái này mã số 20 nha nè, em bán giá 4 triệu, nhiều anh em mình mua về cái cũng đi lẹ đăng lên hội nhóm đó, trời tao mới mua cái cần này nè, đó giá này nè, giờ về vợ chửi quá bán thanh lý lại, thực chất thanh lý còn khỉ gì nó là khúc một trong thanh lý khỉ mẹ gì. Nhiều lắm nè, nói là muốn bán đồ bả thì em bán trên ấy là gặp nhiều trường hợp lắm, mình không tiện mình nhảy vô mà mình bình luận học gậy bánh xe thôi, chuyện ai ấy làm thôi, thì em nói trên đây cũng đâu có chủ đích nói ai đâu, rồi chúng chia sẻ cho anh em mình biết thêm câu chuyện vui này nọ vậy thôi. Thời buổi giờ thì thạch xanh lý thông bao la rồi. Con máy cuối cùng, mã cuối cùng trong đêm nay ở đây là mình con Shimano Timberwolf XW6000HG nha anh em. Cái con hôm qua thì bay rồi, còn con này thì đợi cao hơn nha, nó cũng là body của dòng chiên lua, body nhọn gọn lắm. Thông số mình đây nè anh em, mấy cái dòng này là em bao anh em mình 100% là GDM hết, là em mua tại Nhật hết, không có em mua, không có mua tại Việt Nam nha anh em, tất cả hàng em đây đều mua bên Nhật về hết đó, nên còn các dụng mà thực tế nó là GDM hay là cái gì đó thì em cũng chả biết đâu, nói cho vui thôi chứ mấy thuật ngữ chuyên ngành của mấy anh em mình cao quá em không biết, em bán hàng bãi nên không quan tâm lắm. Thông số mình đây, đọc thông số biết hơn không tiêu rồi, thông số này thì không có chi tiết cho máy chứ mất in ra băng thôi, còn lại không có dụng này hết, radio thì không có gì chứ đó, không có. Thì là cái này nằm trong giấy tờ cho mày rồi, hộp mình đây, hộp đây anh em nhớ giữ kỹ hộp nha anh em, còn hộp thì mình mới còn giá trị, mình mất cái hộp coi như là mất hết một phần giá trị rồi, mất hết 20% giá trị rồi. Thì đây, đây hộp nè, con máy của mình thì có gì đây, giấy tờ, hộp sách, thông số mình trong đây hết nè anh em, đó
còn mấy miếng lông đờn như thế nè, đó là phụ kiện đi kèm. Còn đây con máy mình một cái tay quay đây, núm carbon, núm núm zin nha anh em, chứ phải núm độ nha. Cái dòng con này đời cao hơn, con này như đời hai mươi mấy anh em, em không nhớ chính xác nha, em không nhớ chính xác lắm, như 20 17 19 gì đó, em không nhớ chính xác lắm nha. Thì có gì anh em mình về mình tìm hiểu thêm cho mà em biết con này đời cao, dòng Twin Power nè. Cái con này giờ anh em mua mới giá nó cũng cả chục triệu, cũng có rẻ đâu nè. Cái con này nè, Twin Power nè. Còn em mua dòng đời mới 2022 bây giờ nó cũng mười mấy triệu, 11, 12 triệu, nó rẻ đâu. Ha, con là con Shimano Twin Power. Nè, nhìn vô ập vô mắt là thấy con vết chày chỗ này. Đó. Xài 6.000 body nhỏ lắm nè, thấy không? Lòng bằng tay nhỏ xíu nè. 6.000 chứ tầm khoảng 5.000 của xe bình thường đó. Cái này dòng chuyên lua nha, dòng ít đúp với dòng kháng mặn nha anh em. Twin Power. Đấy, cốc cốc luôn. Còn cái con này về để đi lua nhức nách luôn trời. Đổi tay trái phải được hết nè, đây thì có vết chạy chỗ này nữa. Đó. Quay đi quay lui ngồi sẽ lòi ra những cái vết chạy thôi. Tại vì hàng em mua về em chưa kiểm tra, em lóc bóc đầu ra em bán luôn. Đó, anh quay kỹ một chút xíu. Tổng thể là đẹp như em, full hộp sách giấy tờ. Mượt thì nó im hơn chó thả nữa. Chưa nghe tiếng xì xào rì rào gì hết. Rồi, tại trái phải rồi. Con mã số này mã số 25 nha anh em. Em bán cho anh em mình giá là 6 triệu 3 nha anh em. Mắc rẻ gì anh em mà tự tìm hiểu nha. Đó là tất cả mặt hàng hôm nay. Thì quý anh em chú bác mình mua hàng vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0919192035 em tên Nghiệp nha. Đó thì anh em mua máy bên em thì anh em cứ yên tâm đi. Mà không có biết sửa. Mấy con máy này mà kia em tháo ra, em tháo một phát một ha. Và đem về dục cho chó luôn. Tại vì tháo ra toàn là dùng ba cái ốc vít gì nồi đồng có đá sửa xe máy rồi không, đem tháo ra thì mấy cái này nó te hết rồi. Ốc vít vừa toàn nó tên à. Rồi tháo ra xong không biết người gáp lại chứ nước đem mà dục thôi. Nhưng mấy máy này kia em tháo ra vô phương, em tháo ra em nại em bán là nát hết. Họ không có kiên nhẫn để sửa máy, cần thì có thể sửa ấy đâu được, bậy bạ đâu được. Máy đập thua. Rồi thì cũng hơi trễ vậy nè, quay xong nè anh em thấy không? Gần 11 giờ. Đó, thì quý anh em chú bác mình thì xem video mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ em ha. Còn đã đăng ký rồi, bấm vào subscribe. Nút có biểu tượng mình like thế này nè. Đó, khi mới video lên anh em sẽ nhận được cái thông báo. Quý anh em chú bác mình sắp xếp thời gian mình xem sớm để mình mua được, nhưng mà hàng đồng ý như nè, bên em không phải là nói như thế nào mà bên em bán hàng lẹ lắm. Anh em mua hàng mình lâu năm bên em sẽ biết hàng em quán video em lên quay qua lại làm bán phân nữa rồi. Bán lẹ lắm, mấy cái hàng đẹp đẹp thế này rồi nhanh lắm. Ha. Rồi thì em xin kết thúc ở đây. Kính chúc tất cả quý chú bác quý anh em mình nhiều sức khỏe, nhiều thành công và luôn luôn may mắn. Xin chào.